Hello các bạn, hôm nay Hờ lại đi làm volunteer nữa. Và bây giờ đã trễ rồi, sáng nay là phải 10 rưỡi phải tới. Nhưng mà bây giờ mới chạy đi. Tại vì giờ nào tới cũng được. Nhưng mà hôm nay sẽ là một cái ngày rất là dài. Có thể là sẽ quay cho các bạn xem một chút xíu. Tại vì có thể là sẽ giống như ngày hôm qua. Nhưng mà hôm nay chắc là sẽ đông hơn và sẽ có nhiều người hơn, nên chắc là sẽ vui hơn. Và bây giờ hãy cùng theo chân Hờ lại đi là một ngày có thật ý nghĩa đây nhé. Hôm nay là một cái ngày không có nắng, mà tính qua cũng ngộ lắm các bạn. Những ngày mà không có nắng thì lại muốn trời nắng, nhưng mà những ngày mà nắng nhiều quá đó muốn trời không nắng. Giờ hôm nay rất là trở lại với thành phố Seattle bình thường và rất là nhiều mây cũng như là âm u nguyên ngày. Các bạn có thể thấy trong video là như thế này. Hôm nay là ngày đầu tiên của spring, có nghĩa là ngày đầu tiên của mùa xuân. Thế là đã hết mùa đông rồi các bạn. Hy vọng rằng trời sẽ ấm hơn và mọi chuyện sẽ diễn biến tốt đẹp hơn. Nhưng hiện tại thì chúng ta chỉ nên cầu nguyện và hy vọng. Có nhiều bạn nói là tại sao Hào không có self-quarantine à? Không phải là không có nha, nhưng mà vì ở Seattle thì không có phải như là ở Cali hay là New York mà phải self-quarantine 24 giờ. Ở Seattle vẫn còn ok đi lại bình thường, như là đi grocery hay là đi bệnh viện thì chỉ có hai chỗ đó mở cửa thôi. Nhưng mà ở chỗ mà Hào đi á, thì mọi người rất là giữ luật. Như các bạn coi cái video ngày hôm qua đó là mọi người sẽ cách xa nhau từ 6 đến 10 feet. Và mọi người đều mang bao tay, rửa tay thường xuyên. Nên là tụi mình là tuân thủ theo luật là ai nếu mà bệnh gì nọ thì sẽ ở nhà. Nên các bạn đừng có lo cho Hào về cái vấn đề đó nha. Có một điều muốn khoe với các bạn rằng đó là ngày hôm qua Hào đến đó là khoảng 2 giờ rưỡi. Thì 5 giờ là tụi Hào xong. Các bạn biết là nguyên một ngày họ bắt đầu từ 12 giờ trưa cho đến 5 giờ chiều á, là tổng cộng tụi mình bán được 19.000 đô. Và 19.000 đô đó sẽ donate thẳng vào cái Food Lifeline cho những người homeless và những người vô gia cư, hoặc là những người mà không có khả năng chi trả trong cái thời gian này về thức ăn hoặc là đồ uống. Thì Food Lifeline sẽ là một cái food bank, như hôm qua đã nói với các bạn rồi. Họ sẽ cung cấp đồ ăn, thức ăn cho những người không có tiền. Đây là một cái điều là việc làm rất là ý nghĩa. Hy vọng là cái việc làm ý nghĩa này sẽ hướng những người trẻ chúng ta đến một cái lý tưởng sống tốt đẹp hơn. Và các bạn biết không, hôm qua ở đó làm đứng đó thì những cái người mà tới mua họ rất là hạnh phúc và họ rất là supportive, là họ rất là ủng hộ cái việc mà Hào và những người bạn cũng như những người coworker của Hào làm. Tại vì thật sự là không có rẻ các bạn, 20 đồng một cái phần salmon mà chỉ có khoảng 4 ounce như vậy thôi, rồi có một chút salad, một chút khoai tây thôi mà 20 đồng, rồi bán một chai rượu cũng tới 20 đồng luôn. Nói chung là không rẻ, nhưng mà đó không phải là mắc hay rẻ, nhưng mà đó là cái tấm lòng và những cái gì mà người ta muốn đóng góp cho cái xã hội và giúp đỡ những người khó khăn hơn trong thời gian này. Bitch, I always wish him well. Always wish him well, yeah, always wish him well. Blessings coming back like they going on sale. How you gonna win if you only give him hell? Wish him well, wish him well, wish him well. I got purple kush, I got a purple aura. Got a custom fragrance, I got home Sephora. I like to swing my hips under a pink fedora. And you see me, I'm the brush queen of cut. Switching lanes on the beat, give him ice, give him heat. And I drip so hard, got them drowning in my seas. Tell them yes, I'm a stun. These haters wanna judge, but life's too short to get along with everyone. I just take it easy, no beefing in my bikini. All these
These bitches want the fire, but they don't got the Khaleesi. The soul seeking levels that I'm reaching. Never preaching, it's just how I see things. I'm a pretty Zen bitch, hit him with the bell. Sitting by the pool, meditating in Chanel. Mama always said that my word is like a spell. When I see a hater, bitch, I always wish him well. Always wish him well, yeah, always wish him well. Lessons coming back like they're going on sale. How you gonna win if you only give him hell? Wish him well, wish him well, wish him well. In my blacked out truck, moving like an icon. My old lovers fall into my covers, where they sink one by one. Yeah, I watch them disappear to nothing, disposable as chewing gum. There are deal breakers where I come from. My family don't suffer, fools glad they know. Do we kiss and lie in bed to fill awkward silences? Do we feel emptiness afterwards? 'Cause I want something deeper. If I'ma find a keeper, not saying I'm some genius, but I'm smart enough to know I'm worth fighting for. Yeah, I want something deeper. Shining like a diamond. I see people watching. Perfect hourglass timing. Good things come to those who wait. Silhouette looking cinematic. Yeah, I bet you wish you had this. Bless me, I'm sicker than your average. So contagious. Xong các bạn hôm nay á, xong sớm hơn 3:30 là đã bán hết rồi. Tại vì hôm nay là thứ bảy mà rất là đông luôn các bạn. Cái tinh thần mà để cho mọi người đến rồi ủng hộ rồi mua rồi họ mua rất là nhiều, có người mua 4-5 phần, có người mua tới 10 phần luôn. Đó là một cái làm cho mình cảm thấy rất là ấm lòng và những cái điều mình làm á cảm thấy rất là ý nghĩa. Mọi người hôm nay ai cũng vui hết mà hôm nay có nhiều người giúp đỡ nữa. Đó là một phần quan trọng trong cái việc làm ý nghĩa này. Stop. Ngày mai á, là ngày cuối cùng họ sẽ chắc là sẽ cũng sẽ quay cho các bạn coi nữa, nhưng mà sẽ là một cái kiểu time lapse kiểu khác. Thì bây giờ họ sẽ đi chợ và mua thêm đồ về nhà để nấu ăn. Các bạn coi bên kia kìa, đẹp quá trời luôn. Các bạn biết không, hôm nay tổng doanh thu từ 12 giờ mà đến 3:30 là tổng cộng là bán được 16.400 đô. Và như họ đã nói thì tất cả số tiền này 16.400 đô sẽ được donate là gì? Quyên góp. 16.400 đô sẽ được quyên góp cho Food Lifeline. Đó là một điều rất là ý nghĩa và cảm thấy rất là hạnh phúc vì mà mình được cái số tiền. Oops, nhanh quá, vừa nói vừa đạp ga nhanh quá các bạn. Không ai nó hơi dí hú một cái là thấy luôn. Rất là vui và ý nghĩa làm được điều này, và hy vọng là ngày mai á, chúng ta sẽ bán được nhiều hơn như thế. Các bạn sẽ cùng theo chân Hào để xem ngày mai thế nào nhé. Và nếu các bạn yêu thích kênh YouTube này, đừng quên nhấn nút like, subscribe, chia sẻ rộng rãi và đừng quên để lại những comment cho Hào. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Bye bye. Pretty Zen bitch, hit him with the bell. Sitting by the pool, meditating in Chanel. Mama always said that my word is like a spell. When I see a hater, bitch, I always wish him well. Always wish him well, yeah, always wish him well. Lessons coming back like they're going on sale. How you gonna win if you only give him
hell. Wish him well, wish him well, wish him well. I got purple kush, I got a purple aura, got a custom fragrance, I got home Sephora.